anh Giai, chết hàng gì kỵ thế anh Giai? Anh làm em hơi run rồi đấy, có gì anh nói luôn đi. Cô em ơi, đường cong cô em có, nhưng hơi bất thường, anh cứ thấy lạ sao ấy, nó không tự nhiên, hay là cô em thẩm mỹ quá đã đấy? Biến thái thật đấy. Ông thử để ánh nắng chiếu vào xem. 2000 năm sau. Úi, nắng quá em ơi. Chảy hết mỡ anh rồi. Khi ánh nắng chiếu vào, chuối sẽ hấp thụ ánh nắng, trở nên ngọt ngào hơn, cong dần về phía ánh nắng. À hả, hóa ra là như vậy. Vậy mà anh không biết. Cơ mà anh không thích nắng đâu. Đúng là cả vậy. Càng nắng, ta sẽ càng ngọt. Tuy hơi ngon tí, nhưng mà ngon. Ai cũng phải thèm ta đó. Ánh nắng tốt như vậy sao? Nó sẽ làm em ngon hơn nhỉ. Em à, em thật xinh đẹp và ngọt ngào. Đây rồi, hai buồng chuối chín. Làm nài về ăn cho sướng đã.